Chị sợ một mai á chị yếu đi rồi không ai chăm sóc mấy đứa nhỏ hả? Dạ. Còn anh thì anh cũng có phụ chị chứ. Trời ơi, có phụ gì với em đâu anh ơi. Chị Hồng là năm nay là 35 tuổi. Dạ. Thì không biết là quê chị là ở đâu à? Em ở đây anh, đó giờ ở đây. Ở đây. Dạ. Ba mẹ chị là xuất phát và cũng ở đây luôn. Cũng từ đó giờ cũng ở đây luôn. Ở trên ghe luôn. Dạ. Vậy thì cả cuộc đời của chị gắn chặt với sông nước luôn. Dạ. Có khi nào chị ước mơ là bỏ cái nghề bà cậu, bỏ cái việc sống trên sông nước để lên bờ bắt đầu một cuộc sống mới không? Em cũng ước vậy mà giờ dễ gì rồi có được vậy đâu anh ơi. Rồi duyên như thế nào chị quen được anh rồi hai người nên đôi vợ chồng? Tại vì lúc đó em cũng đi lời xô đi chở buôn bán rồi ghe đậu nghỉ rồi mấy bà gì đó cũng là mai là mối anh. Vậy, cô á. Mấy gì là mai là mối. Dạ. Rồi hai vợ chồng đến với nhau thì gia đình cho chiếc ghe mới không hay là lúc đó hồi xưa em ở trên nhà chỗ chợ gà đó đó anh, chợ gà đi xuống đó đó, cắt xưa nhà đó đó. Mà đuổi người ta làm bà kè đó rồi em mới mua ghe ở, bà mẹ mới mua ghe cho em ở. Rồi khi mà mua chiếc ghe ở thì anh chị sinh chị hai là bé gái đầu tiên. Dạ. Thì lúc đó thì bản thân chị và anh thì làm công việc gì? Công bằng bến bốc vác mấy anh. À vậy là cả cuộc đời mình đi làm bằng cái nghề bốc vác. Dạ. Còn chị thì có đi chài lưới hay đánh cá gì không? Em nhà giữ nó hồi xưa em mới có hai ba đứa, em ba đứa rồi nước mang bầu hàng tháng tư đó em đi bán số anh rồi. Mà mệt rồi xỉu chợ đó, mấy bà dì trên chợ nên cậu gió cho em bị bệnh hoài. Khổ và khó khăn như vậy. Dạ. Thì tới đứa thứ mấy là chị bắt đầu chị hết muốn đẻ rồi. Đứa Út rồi nè. Đứa Út là đứa thứ 6 này. Dạ. Với mọi người á, sinh con một đứa duy nhất thì nuôi cũng đã khó rồi. Dạ. Thì chị tới đứa thứ 6 chị mới cảm nhận cái độ khó. Dạ. Rồi trong lúc mang bầu vậy thì sao mà chăm sóc những cái đứa lớn được? Tại vì em cũng một mình thôi, em không à, anh không có bà nội ngoại nào hết trơn, mình em một mình em không à. Tự mình xử chứ ai đâu nội ngoại nào đâu. Chị có thể kể cho em những cái kỷ niệm mà trong 6 lần sinh những đứa con của chị không? Tại vì em sanh một giường không à, trên đây nè, Lăng Y trên đây nè. Không có vô bệnh viện, em sanh trạm xá không à. Vậy là đi sanh bà mụ ở trên trạm xá. Dạ, không có vô bệnh viện. Và trong 6 đứa thì có đứa nào đang làm việc hay đang gì đó tự bỗng dưng là đau bụng rồi mình không có ai thôi, ở trong nhà. Nhớ sanh nhớ sau thì là em mằng coi biết rằng là thế nào cũng sanh mằng hết công việc rồi mình mới đi lên chảnh, mấy đứa này nó ngủ trơn anh, đêm đó ngủ trơn em điện xe đò, người có đeo xe đò để lên chảnh. Là sanh nhỏ này gần sáng rồi. Hai bật mấy sáng gì đó. Trên trạm xá trên đây nè. Vậy là sinh bé này là cực nhất. Dạ, nhỏ này cũng mau lên đỉnh là sanh liền, không có hỏi lâu. Vậy thì đứa nào là sanh cực nhất chị? Thằng kế đó, thằng Duy á. Thằng Duy đó. Thằng Lì á. Dạ, em lại đây. Lại chú nè. Ta giờ đuổi nè, ta là giờ tới giờ lui, em giờ tới giờ lui ghe này nè, nó múc tới múc lui nè, em sanh hơi khó hơn. Ủa cái việc mà dời ghe có liên quan gì tới cái việc dời ghe? Tại vậy kêu mình giờ tới đặng múc đất nó thấy bờ anh, giờ tới giờ lui giờ ta nói thay nữa nó không có nó không sụt xuống vậy nó đẻ ăn đó chẳng ai đó, giờ tới giờ lui giờ đúng hướng giờ chợ đó giờ lần này giờ lần kia giờ hoài vậy đó, cách cho được là từng lễ là giờ hoài vậy đó, mỗi lần giờ ghe là lần khó khăn rồi giông gió nó khó khăn. Rồi khi mà sinh đứa Út này thì ai ở nhà chăm sóc chị lúc mà trong những cái một tháng chị nằm một chỗ á? Tại vì em cũng sanh rồi em cũng hai ba ngày gì cũng làm chứ biết sao anh, có ai đâu ấy. Thì chồng em làm ở nhà em cũng nấu cơm cũng giữ mấy đứa nhỏ thôi, có ai đâu tự đẻ mấy ngày đâu có ở không đâu. Vậy tự là... em đâu nấu cơm ăn luôn, đâu có ai nấu cơm cho em ăn đâu. Dạ. Vậy thì ngày thứ hai là chị đã bắt đầu ra giặt giũ quần áo. Dạ. Bắt đầu cái việc nấu nướng rồi. Dạ. Rồi đối với người phụ nữ mà sau khi sinh ít nhất là phải 6 tháng nằm ở trong tối tránh gió mấy, thì trên chiếc ghe như thế này thì gió nó luồn như vậy thì sau khi sinh chị cảm giác bị lạnh người không ạ? Dạ em cũng yếu là lạnh đó, tại giờ thì anh thấy thẳng rồi đi làm ở đẳng thì không có ai ấy, tự em nấu cơm tự em làm giữ mấy nhỏ chứ ai đâu ấy đâu. Chị thấy không, với những người khác á,
khi mà sinh con ra thì được mẹ mẹ vợ cha mẹ lo chồng có ai đâu của mình em không à? Thấy số phận mình nó bi kịch không chị? Các bạn mình cũng hơi tuổi hơn. Điều gì mà hiện giờ dạ. Chị thấy cái bản thân của chị tuổi nhất, chị thấy thiệt thòi nhất so với những cái người phụ nữ khác? Dạ, tại vì người ta sanh người ta nằm cỡ tháng mấy hai tháng người ta mới làm, em sanh rồi là về tránh 2-3 ngày là về làm suốt. Em sanh tránh ngủ tránh có đêm này đêm sau là về ở nhà đâu yên tâm đâu, em sợ mấy đứa này với xong ở nhà đâu có yên tâm đâu. Bữa đẻ liền sanh lên về liền, bà thấy gì thấy mà bà mụ quá không có cho về, nó nói em còn yếu không có cho về. Chị nhất quyết chị về đây. Về đó buổi sáng nó mới về bác cái vô nó biển mới về. Tội quá. Tại vì để mà ra tiếp xúc liền ngồi trời á là yeah. Sẽ cơ thể người phụ nữ sẽ rất là yếu. Yeah. Chưa kể là sẽ mắc rất là nhiều căn bệnh sau này. Em nói chuyện lớn rồi như là em chưa em khám là biết bệnh tim, nói chuyện lớn là em giật mình rồi. Với mệt như hơi nhức đầu. Em còn nhỏ em sợ chết sớm mà bỏ ông bà giữ quá nữa. Điều gì mà hiện giờ chị đang sợ nhất? Em mệt vậy. Em sợ. Chị sợ một mai á chị yếu đi rồi không ai chăm sóc mấy đứa nhỏ hả? Dạ. Còn anh thì anh cũng có phụ chị chứ. Tối ngày có phụ gì với em đâu anh ơi. Lâu lâu em điện nghe gì thấy dính thích thuốc khỏe ngoài. Thích thuốc ba thuốc tới nghe đó. Khổ quá. Hiện giờ gia đình á 8 người. Bảo cho em cũng biết bằng ơn tới chết em cũng quên ơn nữa. 8 người nhưng mà hiện giờ chưa có một cái chiếc ghe để sống này. Đây là chiếc ghe ở đậu nha mọi người. Lọ dưới người ta là bán 30 triệu mướn về đây cũng mấy triệu bạc nữa. Rồi ghe nè em cũng hồi hộp gần đêm hôm ngủ hơi có yên tâm đâu, nghiêng qua em sợ nó chìm bất tử rồi chết hết trơn trong ghe luôn, em sợ gần đêm hôm em đâu có dám ngủ đâu. Nghe bự chút ở nó không có thờ hơi hết sợ này gần mặt nước. Ngủ anh sơ hở nghiêng qua là chìm chết hết trong ghe luôn. Có một cái điều một đơn giản thôi, một cái giấc mơ đơn giản thôi là cho mấy đứa nhỏ được ăn một cái tô hủ tiếu mà thật nhiều thịt đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà đó giờ thì có anh bò hồ của anh á, anh mua 8 người, 8 bịch á, bịch đứa nhỏ thì 15 cái gì đó, người lớn 20. Đó giờ nếu mà bản thân chị là chị không làm được. Chị yeah. Có sự giúp đỡ từ một vài mạnh thường quân, trong đó là có bạn Chu Nồng Tháp nè, anh Bùi yeah. Hồ nè, thì ít nhiều gì cũng mới biến cái giấc mơ đó thành sự thật thôi. Dạ. Yeah. Nãy giờ hôm nay em mới được nghe chị tâm sự, đúng là gan ruột. Mấy lần trước em thấy chị gần như là chị không dám mở lòng. Dạ em cũng ngại đi anh. Điều gì mà khiến chị ngại? Em ngại thấy giúp đỡ cho em quá em cũng ngại nữa. Biết bằng gì trả ơn cho mấy anh mấy chị. Thôi ráng chăm sóc mấy đứa nhỏ là mọi người mừng à. Dạ. Ờ, bé này ngủ gật nãy giờ không đi. Bố nó bầu ngủ à. Ờ, cho ngủ đi. Rồi. Nó bầu ngủ. Thôi chắc tụi em xin phép nha. Dạ. Nói chuyện chị nhiều nữa thì dạ. Mấy con chị khóc rồi ảnh hưởng mắt nữa. Dạ. Đỡ cho em có biết mang anh với chị với mấy anh hai anh xuống cho mưa gió cũng xuống đây. Em cũng biết rằng mang ơn.